gì làm sao mới có thể làm lại từ đầu đó, chứ đó thôi nó khẽ thẳng tay ra em không có sửa đổi nào cái tay ra như thế em thôi mà em hiểu không Quân anh đừng gọi em nữa được không anh cho chị muốn tin từng du học cho anh đi em căm ghét hai người có chết em cũng không muốn gặp lại hai người đâu dạ Trung Lan chuyện gì vậy bà chân xuống bản thân mình phạm đồ cũng không chịu gì dạ anh thức chậu đi ngủ dạ Trung Lan đấy nhét vô nhét lại vụ lên cao lên thích chưa tối rồi còn làm việc sao còn làm rồi, gì đâu xuống đúng rồi thương xác rồi còn nghĩ sau đó thì nằm xuống đi đi tâm đi tôi còn phải gánh phần trách nhiệm tất cả ai đến đều muốn con tránh xa hắn thôi ba cứu quay lại vấn đề đi hướng điều tra của chúng ta không sao chẳng qua thứ cuối cùng chúng ta nằm nhẫn mục tiêu thôi cho nên hôm nay tôi lên mạng tôi có thể nhận được một chút nào tiếp tục chịu ảnh hưởng gì trước khi nào nếu không bắt được tên sát thủ liên quan đó